Năm 2022, với nỗ lực của các bộ ngành địa phương, công cuộc chuyển đổi số đã đạt nhiều kết quả quan trọng ở cả nhận thức và hành động, thể hiện ở một số chỉ tiêu như 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt 7,5% trong tổng mức bán lẻ, 66% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt trên 54%, 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu được thực hiện trên môi trường điện tử đã có 58 trên 63 tỉnh thành phố kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong 2 tháng đầu năm 2023, chuyển đổi số và triển khai đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh. Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Đối với tỉnh Thái Nguyên, nắm bắt xu thế phát triển, ba trụ cột chính trong chương trình chuyển đổi số đã được tỉnh tập trung triển khai thực hiện với nhiều kết quả quan trọng về phát triển chính quyền số, trung tâm điều hành thông minh IOC cấp tỉnh và tại 3 thành phố được vận hành ổn định, triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trực tuyến qua ứng dụng Si Thái Nguyên, cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4, đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến là 73,49%. Đối với việc triển khai đề án 06, toàn tỉnh đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu hộ tịch theo kế hoạch, hoàn thành 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, triển khai thực hiện Việc xác thực, làm sạch dữ liệu lao động, người có công và xã hội, người cao tuổi trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tạo cấp tài khoản an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Về phát triển kinh tế số, các dịch vụ công như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đều được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. 100% hóa đơn điện tử được triển khai. Về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm các sàn thương mại tiếp tục hỗ trợ các địa phương, các hộ sản xuất nông nghiệp tiêu thụ sản phẩm qua các kênh phân phối và trực tiếp với trên 1.880 sản phẩm nông nghiệp. Về phát triển xã hội số, triển khai nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, tiêu dùng. Toàn tỉnh cũng đã thành lập 2.255 tổ công nghệ số cộng đồng để giúp người dân tiếp cận môi trường số, tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi mạnh mẽ hơn. Chủ đề chuyển đổi số năm 2023 là năm quốc gia về dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển đất nước, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ ngành và địa phương, mở dữ liệu và an toàn dữ liệu để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Ủy ban chuyển đổi số quốc gia cũng đã xây dựng 39 mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trên các mặt: dữ liệu số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, an toàn an ninh mạng và đề án 06, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, phân công cho các thành viên và các bộ ngành địa phương. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh lại tầm quan trọng, đòi hỏi bức thiết phải đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số hiện nay. Với quan điểm đi tắt đón đầu, đi trước về trước, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến. Thủ tướng mong muốn trên cơ sở bám sát thực tiễn và dự báo tình hình, nhất là các công nghệ mới phát triển nhanh, các bộ ngành địa phương cần chủ động đánh giá và có giải pháp phù hợp trước những vấn đề mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đối với chủ đề của năm quốc gia về dữ liệu số, thủ tướng yêu cầu phải quán triệt quan điểm, đây là tài nguyên quý của quốc gia, cần biến tài nguyên này thành nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số yêu cầu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện. Nhấn mạnh vào chủ đề năm quốc gia về dữ liệu số, hoạt động phải thực chất, lựa chọn chủ đề từng phiên họp để đánh giá kỹ những rào cản, nguyên nhân và đưa ra quyết sách tháo gỡ, không hoạt động hình thức chung chung. Phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp.